Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với những clip Save Legends của mình. Dạo gần đây thì mình chơi PUBG nhiều quá, đâm ra bỏ bê cái con CS này. Sorry các bạn rất là nhiều nha. Úi dồi ôi, sao lại có hai thằng The Line? Vâng, kết thúc nha. Thiệt là khó. Vào vòng trận đầu tiên chỉ có hai thằng thôi hả? Rồi, trận này sẽ là ba thằng. Hay quá. Sao lại ít thế này nhờ? Vô lý vậy. Ok, đông đông một xíu cận chiến cho nó sướng. Cái AK47 này thì mình cảm giác bắn rất là đã tay nhá. Cái này vào C4 thì cứ headshot ầm ầm thôi. Ui rồi ôi, vai xoài thật. Ok, fine. Lấy lấy này. Tuổi. Đâu rồi? À, tên cao. Vâng. Vẫy vẫy khẩu đe bon bít snip kìa, hay đấy. Ui trời ơi, chạy nhanh còn kịp, còn cố nữa, người ta đã lên tới chân rồi. Ui rồi ôi, nhảy miss rồi, bà này chết chắc rồi này. Mr. Zero, ui trời, Zero này. Vâng, cầm Gatling mà cứ ngồi đấy mà Zero đi. Ui rồi ôi, ui rồi lấy không được rồi, Gatling nhiều đạn quá. Ủa thằng này không phải là Zero mà là Zyklo gì gì đấy. Vai xoài. Sao dám đặt tên fake thần tượng của mình vậy? Zero, đặt Zyklo. Cái định mệnh cho luôn. Ok, chết mà mày rồi Hero. Này thì thủ dâm. Đợi Hero. Con lợn này. Ba nhát thôi. Không có nhiều đâu. Quy tiên ngay. Ok, sao mình chơi trận nào cũng gắt như thế này nhở? Thế thì một trận trải qua rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ cố gắng bắn lâu lâu tí đi. Chơi nhìn như này. Nhìn hết clip quá. Ui dồi ôi, lại thằng kia. Đi xuống bạn này. Đứng trên đấy làm gì vậy? Nãy cầm hero mà. À, đi thẩm du à. Ui dồi ôi. Vâng, nãy thẩm du một lần có hero rồi. Bây giờ bạn cầm tơ thì thẩm du bạn sẽ biến thành gì vậy? Ui rồi. Gì đây? Nhào vô. Tao sợ mày quá cơ. Ơ kìa. Phải, ơ. Ơ. Vô lý. Phải cả game. Đó là mình chém vào đầu mà tự dưng mic. Khổ. Pro quá anh Nhân ơi. Thầy anh em nha. Ui trời ơi, nãy anh chém em nãy giờ. Thế sao em không không giận anh mà còn khen anh là cái đéo nào vậy? Vô lý. Mà bình thường thằng nào cứ bị anh dã sấp mặt thì thằng đấy sẽ chửi sấp mặt lờ đây. Sấp mặt lờ anh. Ok fine. Chạy rồi. Trận này sẽ bị Zumbai đuổi hiếp đi thầy. Lên đi. Lên đi bạn ơi. Úi dồi ôi, nhấp nháy rồi thôi xong rồi. Vâng, lúc mà bạn lên được thì lúc mà mình rất là vui. Bằng chân dài nó gõ cửa thì phải ra mở cửa tiếp khách ngay, hiểu không? Đơn giản, một nốt nhạc. Úi dồi ôi, bình tĩnh, làm gì mà căng vậy? Hết hồn hà. Rồi, ok, có hero. Anh em đâu, bơi hết vào đây. Còn 30 giây, ui rồi tôi xong rồi. Tầm này chắc phải biến hero ra kiếm kill rồi. Anh em đâu? Hello. Hello. Double kill. Này đi. À thằng này trâu. Được. Được. Ơ kìa. Ơ kìa. Láo này. Lao vô này. Thằng cuối. Ok. Clear. Ủa, mình chơi như hết vậy. Phải xoài. Bị lỗi cái mic nữa rồi, à lỗi cái loa. Ok. Đấy, chửi ngay. Vâng, bị dã SML. Phải chửi. Không chửi hơi phí đấy. Ok. Úi dồi ôi. Thùng hàng shit thất thủ.
Trên đấy nào không cào hết cái đống trên đấy luôn đi. Để sót một hai thằng. Vô lý. Ơ kìa. Ơ kìa. Phát kiểu đéo gì được. Ok. Trận này là ít zombie rồi. Thực sự bắn rất là ít zombie. Chơi chán lắm. Tại vì anh em cứ lên hết trên cái thùng hàng thẩm du. Trên đấy thì có gì hay đâu. Ngồi xả là ít kill xong bọn này nó chạy ra sau hết thì làm sao mà mút kill được. Anh em phải thay đổi. Đứng mãi lên thùng hàng nó không tốt cho sức khỏe đâu. Bạn tơi ra sau này đi. Sau lưng kìa. Sau lưng. Ui dồi ôi nó thông đít kìa. Vãi cả xoài. Lầy thì chạy này. Clear. Đi mày easy vậy. Ôi mặt như thế này thì làm sao. Trời ơi. Nó chát bắn chết mẹ mày luôn. Ui trời ơi. Hơi bị tục tĩu. Thực sự khi mà các thiên nhiên ăn hình thì những cái lời qua tiếng lại không bao giờ thoát được đâu anh em ạ. Ok. Ok. Lại thẩm du. Một trận này lại ít zombie. Bắt đầu hướng mặt về mình. Đến từ thiên nhiên gì đây. Ui dồi tên nhiều quá. Có chữ headshot nằm giữa. Sau lưng bạn ơi. Chạy đâu vậy. Ơ mình cứ tưởng là bị hấp diêm SML chứ. Vâng thằng nào chat kim the best vậy. Chắc là đang chửi mình nãy giờ. Vâng cứ la vào đây. Một mình tao chấp hết. Thế được chưa. Trận này trận cuối ít zombie rồi. Hết vui rồi. Vâng cuộc vui đã tàn. À đây rồi. Cưng ơi. Hello. Hello cưng. Hello. Loạn quạng này. Ok. Chơi thử. Trong những cố gắng của thanh niên chơi thử thì cuối cùng anh ấy phải nằm xuống thôi. Ok bây giờ là sẽ đến những cái pha bị hấp diêm tập thể. Hấp diêm ơ kìa. Thiếu tí nữa là ăn được rồi. Anh em chậm thôi. Clear nè. Úi dồi ôi, bọn này nó dã kinh quá anh em ạ. Tầm này không cần lấy top nữa. Cận chiến thôi. Tầm này mình thừa sức top rồi. Ế, ngu người. Biết ngay mà. Thằng tơ sẽ nó sẽ cào xa ngay. Phải nên tính xa. Từ từ bạn ơi. Úi dồi ôi, nhanh thế. Ở tốc độ mút hàng của anh em tôi cũng đạt vào tốc độ bàn thờ rồi. Gắt VL. Một bạn tơ chỉ có nước bất lực thôi. Sorry anh tơ nha. Cận bà nó còn cương thi rồi. Thằng kia thì bị gào xong cái đi nấp luôn. Đấy làm quả. Làm quả chót nào. Vâng mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Bye bye mọi người nha. Vâng trận này easy quá. Okay.